giờ là mình đang xuống cái đèo này, đèo khác. Ở Kuala Lumpur mình thì nhiều đèo lắm. Hồi nãy lên cái đèo Bulai rồi bây giờ xuống cái đèo Headcourt để đi vô khu Liverpool của Sydney. Thì tại sao các bạn thấy là mình ở nước Úc mình là có nhiều rừng cây á, là cái tại vì á cái cây ở đây người ta quý trọng lắm. Cây nó có nhiều cái chức năng, giống như là mình lọc không khí trong lành nè, lọc tiếng ồn nè, lọc bụi nè, với lại nó giữ cái bầu không khí nó ổn định, nó ẩm thấp, nó không có bị giống như là khô hạn. Thì cái khúc đường này á nó hơi nguy hiểm, là tại vì bạn thấy hai lane nó đi xuống sát bên nhau là mình phải chạy chậm lại. Thì ở trước đó thì nó có cái máy bắn tốc độ rồi. Người nào mà chạy qua cái chỗ này mà nó nhanh quá là sẽ gây nguy hiểm cho cái người đi đối diện. Tại hôm nay là những ngày lễ này đó, ít xe chứ ngày thường ta đi làm mà xe nhiều. Hôm nay là ngày lễ thì các bạn thấy đó, xe ở trên Sydney người ta đi xuống cái chỗ Kuala Lumpur, cái chỗ vùng mình ở đó. Thì cái chỗ dùng mình ở thì nó gần biển nên mấy cái người ở Sydney á, nó không có gần biển nên người ta xuống dưới nè, người ta câu cá nè, người ta kéo tàu, người ta đi thuyền nè. Thì ở bên đây á, người ta chú trọng với cái vấn đề mà sum họp gia đình cuối tuần lắm. Tại vì thứ hai tới thứ sáu là người ta đi làm nguyên một tuần luôn, sáng người ta đi, chiều tối người ta về, nên cái ngày cuối tuần đó rất là quan trọng với cái người Tây phương ở đây. Thường thường xe đổ rác nó có cái, nó đâu có cái cục này đâu ba. Ừ. Nó giống như nó có cái đồ đẩy rồi nó cái, gấp lên cái loại kia, cái loại chắc này. Cái xe này xe cũ rồi mà nó để cao ghê luôn, nguy hiểm quá. Mấy anh chị nào mà thấy nó đừng có chạy gần nha, nó mà sập xuống hay là nó rớt, nó rớt nó xúc dây cả là nó gặp vô.
mà nước chuyện gì xảy ra. Ừ, nhìn nó ghê quá, đừng có chạy gần mấy xe tải ở đây á, ghê lắm, đừng có chạy gần nó. Giữ lần đầu tiên mình mới thấy á. Ừ. Rồi lên đây mấy xe rác kia đẹp lắm, mà sao lần đầu tiên mình thấy xe này không biết nó là cái gì. Giữ khoảng cách đừng có chạy gần nó, nó bổ xuống một cái là mình biết nó là xe để nó làm cái này để nó làm cái gì. Chứ xe đổ rác bình thường là mình thấy đẹp lắm mà lấy nó đâu có kiểu này đâu, lần không, đầu tiên luôn á. Không phải xe đổ rác đâu, con nghĩ là cái xe gì á. Thì vậy đó giờ ba không hiểu đó. Giống lần xe... đầu tiên mới thấy cái xe này giống cái xe máy cài quá. Xe này giống xe nó độ chế gì đâu kiểu á. Mà nó đâu có motor gì đâu ba, ba nhìn coi. Có, nó có cái càng thủy lực làm sao á, nó nhấn dở lên dở xuống rồi nè, cũng như nó nâng đầu lên đó. Nhìn ghê quá. Nó nâng bằng thủy lực đó, nhưng mà mình nó làm mình cảm thấy nó không có được an toàn. Thì đó, cũng như bên này mấy anh chị nào mà chạy đằng sau mấy cái xe mà nó chở hàng đó, nhất là mấy cái xe mà ở nhà đó, xe gia đình đó mà chở nệm, bàn ghế đồ đó đằng sau á, thì em khuyên mấy anh chị né qua bên trái hay là bên phải á, đừng có chạy đằng sau nó. Tại vì á hả, mình thấy rồi, em thấy rồi, em thấy cái vụ đó luôn rồi, chạy chở cái nệm ở trên nóc xe đó, cột không chắc luôn. Rồi nó chạy freeway nữa, rồi nó bay luôn, thấy luôn, tận mắt luôn á. Nên thấy mấy cái đó, trời ơi cao ghê, xém đụng cái đèn xe đường luôn kìa. Vậy đó, nếu mà mấy anh chị nào mà chạy sau mấy cái xe mà chở hàng đồ đó, tốt nhất là mình nên né qua. Thôi, lúc đó. Móc có một sợi dây xích rồi, nhìn ghê quá hả. Cái chỗ cái cầu nào á, nó vớt vô một cái là rồi mình không hiểu xe này chở gì, từ đó giờ mình mới thấy. Chở qua bên hông coi, đâu phải xe rác, xe tải. Thì xe tải nhưng mà nó chở cái gì, nó làm cái này để nó gấp cái gì. Ồ, ôi xém đụng luôn kìa. Wow. Ghê quá. Coi kìa, nhìn nè, để ý cái đèn đằng trước nha. Bạn nhìn để ý cái đèn đằng trước. Cái sợi dây điện nè. Ừ, nè, xém đụng luôn nè, từ từ, chạy từ từ thôi ba ơi. Đó, còn xa, thấy vậy chứ còn xa. Ghê thiệt á. Sao cái xe này mới thấy lần đầu tiên đó, chắc xe chế quá. Coi kìa, ẩu ghê không? Ẩu ghê không? Ồ, ẩu ghê không? Ở này có người chạy như điên vậy đó, mấy anh chị. Ẩu, cái đó là đưa lên mạng là người ta nói, trời ơi, sao cái chạy xe ẩu quá vậy? Gần coi nó móc cái gì dưới này, đâu có cần cẩu gì đâu, đâu có thủy lực gì đâu. Ghê quá, sát cái đèn xanh đèn đỏ ghê quá. Đây là trường đua ngựa của nước Úc. Mai mốt ở Sydney, mai mốt á hả, nó sẽ thành một cái trung tâm lớn luôn, trung tâm national luôn phải không ba? Là thế giới luôn á. Là trường đua ngựa thế giới á, ở Úc á đó. Đó, khu này là mới xây nè, trường đua ngựa đó. Trường đua ngựa lớn nhất của Úc. Các bạn thấy cái nhà đó là cái nhà nuôi ngựa đó, đó tượng đó, thấy không? Lo chạy ngựa đua không? Lo chạy lo bên này nhà đường rộng
thanh thang luôn. Cái khu này là nó mới xây năm nay nè, mới khánh thành năm nay. Hồi xưa là đất không mà đúng không ba? Hồi xưa trường đua ngựa nhưng cũ, nhỏ nhỏ. Bây giờ nó làm lại mới. Qua kiếm cầu rồi. Xe đó thì xe chở ngựa đó, xe chắc bự đó là xe chở ngựa đó, chứ không phải là xe chở hàng không, ngựa chở ngựa đua đó. Ở đây người ta chú trọng về cái đua ngựa lắm, người ta thích đua ngựa lắm, ta cá cược nè, hay không? Cứ mỗi năm cái tháng 11 đó, ở Melbourne Cup đó là chuyên môn đua ngựa. Là cái tháng mà để người ta enjoy, người ta giải trí. Có con ngựa nó chạy thắng, nó thắng mấy triệu luôn á. Mấy triệu đô luôn. Người ta cá cược cái mấy triệu đô luôn. Nó được giải mấy triệu. Thì mấy cái người nuôi ngựa giống như là trúng số vậy đó. Tự nhiên một ngày nào đó mình bỏ vô, mình đăng ký, mình đi thi đua cái là hả? Ngựa mình nó mà thắng cuộc cái là mấy triệu đô luôn.